Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu, sẽ quay địa điểm hẻm Thu Sản nằm trên địa bàn Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Nơi này thì chắc là cũng rất là nhiều người biết đến rồi. Nhưng mà hôm nay mình quay bằng flycam để quay từ trên cao xuống để mọi người nhìn rõ hơn từ cung đường Hạnh Phúc và dòng sông Nho Quế, hẻm Thu Sản. Địa điểm này thì chắc là cũng rất là được nhiều người biết đến vì đây là điểm du lịch rất là nổi tiếng nằm ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Để đi xuống con hẻm dòng sông Nho Quế này thì mọi người phải đi từ bên huyện Mèo Vạc. Và đi theo con đường bên phía bên tay trái màn hình để xuống dòng sông Nho Quế. Kia là con đường Hạnh Phúc. Trước mặt kia là con đường Hạnh Phúc và tòa nhà Panorama nổi tiếng. Mình sẽ bay vào gần hơn một chút để mọi người nhìn rõ hơn. Do thời tiết hơi xấu nên là mình không thể bay vào gần được. Nhưng mà nhìn như thế này thì cũng đã rất là rõ rồi. Mọi người chưa biết đường xuống dòng sông Nho Quế thì mọi người có nhìn thấy là có một con đường bé đang nằm ở giữa, là từ huyện Mèo Vạc đi xuống. Còn con đường bên này là con đường đi sang bên huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Đường Hạnh Phúc và bên đỉnh kia là Mã Pí Lèng để cái điểm nhìn xuống hẻm Thu Sản. Nhìn từ trên cao xuống thì dòng nước rất là xanh trong và con vực rất là sâu. Mọi người là cuối tuần nên là mọi người đi du lịch rất là đông ở trong cái hẻm đấy. Phía bên này là có một xóm thuộc xã Thượng Phùng của huyện Mèo Vạc. Đây là xóm nằm ở bên vành đai biên giới luôn. Chúng ta đi từ bên đỉnh Mã Pí Lèng, con đường Hạnh Phúc thì có thể nhìn sang thấy cái xóm bên này. Và đây là con đường xuống dưới dòng sông Nho Quế. Nếu ai đi du lịch mà chưa biết đường đi xuống hẻm Thu Sản thì có thể xem video này và đi xuống nhìn rất rõ luôn. Phía bên trên kia là có con đường đi sang một cái xóm khác của huyện Mèo Vạc. Mọi người có thể xem lại một lần nữa để nhìn rõ hơn về cái hẻm vực Thu Sản này.
kia là thủy điện Nho Quế. Chính vì có thủy điện này thì mới có cái điểm du lịch hẻm Tu Sản rất là nổi tiếng. Nhìn rất là đẹp phải không? Khi đi du lịch thì mọi người sẽ đi thuyền từ phía bên ngoài đập thủy điện để vào phía bên trong cái hẻm vực. Đoạn đường đi vào trong dòng sông Nho Quế vào hẻm vực Tu Sản thì cũng khá là gần, cũng không phải là xa lắm, bởi vì nước ở đây cũng khá là ít. Phía bên này là cái xóm cũng khoảng hơn 100 hộ dân nằm trong này, và xóm này cũng đang dần kéo điện vào để thắp sáng trong xóm này. Xóm này chưa có điện. Xóm nằm ở bên bờ vực của dòng sông Nho Quế. Phía bên kia là sang bên kia nữa là đến đất nước Trung Quốc rồi. Nhìn từ đây sang thì xóm này là chỉ có một con đường duy nhất đi vào trong xóm. Mọi người có thể thấy là con đường đi từ xóm ra ngoài thì cũng rất là nguy hiểm. Phía bên dưới này là cầu Tràng Hương, con đường để đi vào ba xã biên giới, và cũng là nơi để bãi đỗ xe vào trong hẻm Tu Sản. Mọi người có thể thấy là cây cầu Tràng Hương nằm bên dưới hẻm vực trong dòng sông Nho Quế. Phía bên kia là con đường đang được làm mới lại để rộng hơn và dễ đi hơn. Đấy là con đường chính để vào cửa khẩu Sapun nằm ở trên địa bàn xã Thượng Phùng của huyện Mèo Vạc, và cũng là con đường vào độc đạo duy nhất để vào ba xã biên giới. Còn phía bên này thì mọi người có thể thấy là con đường dẫn vào trong xóm nằm ở trên bờ vực của hẻm Tu Sản. Mà mọi người đến du lịch hẻm Tu Sản thì có thể nhìn thấy phía trên cao kia. Hôm nay khách du lịch cũng khá là đông, vì hôm nay mình quay là ngày cuối tuần. Tuy vào mùa này thì nước hơi ít, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy là cũng rất là nhiều khách du lịch đến.
phía bên dưới kia đó là bến thuyền rồi. Hôm nay thuyền chạy rất là đông. Vì khách du lịch đến nhiều. Mình sẽ bay đi sâu hơn vào một chút, vào trong cái xóm nằm trên mép vực của hẻm Tu Sạn, nằm ở vành đai bên dưới giáp với Trung Quốc. Xóm này là xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Điện thì chưa có, gần đây thì mới được nhà nước đang chuẩn bị kéo điện vào ở trong xóm này. Tuy đường đi khá là vất vả nhưng mà mọi người trong này cũng làm nhà rồi sinh sống rất là đông. Có những ngôi nhà nằm gần mép vực so với gần với mép vực của hẻm Tu Sản luôn. Nhìn phong cảnh rất là đẹp phải không ạ? Hôm nay mình quay để mọi người hiểu rõ hơn về điểm du lịch nổi tiếng hẻm Tu Sạn này. Hôm nay mình quay để mọi người hiểu rõ hơn để khi nào có dịp đến du lịch thì mọi người có thể xem những video như này để có ý nghĩa với các bạn.